calo. Không sao, nói đi nói lại là nó phải ở đâu. Trong cơ thể sống thì nó có cái quá trình chuyển hóa, mà nó có những cái phản ứng hạt nhân xảy ra ngay trong điều kiện nhiệt độ 37 độ C trong cơ thể sống. Còn những cái phản ứng hạt nhân này mà trong thực tế đấy, thì người ta phải cần một cái năng lượng cực kỳ là lớn. Ví dụ như là những cái nhà máy hạt nhân nguyên tử chẳng hạn, thì là năng lượng nhiệt độ rất là cao, năng lượng cần nhiều thì mới xảy ra phản ứng tổng hợp được. Còn nói tiếp đi. Thế nhưng mà trong cơ thể sống thì những cái phản ứng này nó xảy ra ở ngay nhiệt độ 37 độ C. Ví dụ như là con bò thì chỉ có ăn cỏ thôi, mà trong thành phần của cỏ thì chủ yếu là kali và hiro. Thế thì khi ăn vào thì nó có quá trình chuyển hóa kali với hiro, thì nó sẽ chuyển hóa được thành canxi. Cho nên là nó sẽ tạo nên là cái bộ khung của con bò, khung xương của nó rất là lớn, với lại lượng thịt và lượng canxi ở trong sữa cũng rất là dồi dào. Đấy là chỉ có thể giải thích là có do có quá trình chuyển hóa các nguyên tố kali hiro thành được canxi. Thì nó xảy ra ngay ở điều kiện 37 độ C dưới tác động của các enzyme. Thế còn tác động enzyme mà nằm ở trong hệ thống tiêu hóa đúng không? Vâng. Nên hệ tiêu hóa là bộ não thứ hai của con người ấy. Vâng. Đấy. Càng ngày người ta các nhà khoa học càng nhận ra. Thứ hai, cái sai lầm, nhận thức sai lầm thứ hai của mọi người là cơ thể nó cần cái gì là cứ cung cấp cái đấy cho nó. Đấy là sai lầm xuất phát từ cái sự chuyển hóa này. Thì mình thấy là ví dụ như là canxi chẳng hạn, là mọi người đều rất là lo sợ là thiếu canxi, thế nên là phải uống thật là nhiều sữa bò. Đấy là những cái quan điểm mà nhưng mà uống sữa bò nó lại ra canxi. Vâng. Thế nhưng mà ở đây nếu mà canxi với sữa bò thì nó rất khó hấp thụ. Canxi ở trong rau cải là có lượng nhiều thì nó sẽ dễ hấp thụ hơn. Đấy, canxi hữu cơ thì nó dễ hấp thụ hơn. Còn canxi trong sữa bò thì mình phải có sự vận động liên tục thì nó mới hấp thụ được một phần. Chứ còn nếu như mà không vận động thì nó vẫn là thiếu canxi như thường. Nó bị đào thải ra. Vâng. Thế còn vậy thì cơ thể tổng hợp canxi từ đâu? Có phải cứ cung cấp nhiều canxi là nó sẽ tổng hợp được canxi thì cái đấy không phải. Mà hôm nay ông không, cháu không nhớ tên, nhưng mà đấy, ông người Nhật ông đã nói là nguồn gốc là từ natri. Natri 23 thì khi nó phản ứng với lại hiro đồng vị H1 đây thì nó sẽ ra là được magie. Sau đó là magie lại tương tác với được oxy thì nó sẽ tạo ra được canxi. Hoặc là có một cái quá trình song hành nữa là natri với lại oxy thì phản ứng hạt nhân với nhau thì nó sẽ ra được nguyên tố kali. Sau đó kali cộng với hiro thì nó cũng ra được canxi. Thì đây chính là cái quá trình chuyển hóa canxi ở trong cơ thể, mà nguồn gốc là của sự sống đấy là từ natri. Natri tức là từ muối. Vâng, tức là muối. Thế mình phải ăn muối. Là nguồn gốc của sự sống. Ăn muối hàng ngày. Thế người già thì ăn muối trong miso. Muối là tiêu á. Nhưng mà ăn tất nhiên là ở đây đó, lượng nó phải nó lại của nó thì ăn thừa chỉ cũng là không hại lượng nhỏ thôi. Muối. Thế thì không, mai như kiểu mai mình sẽ hỏi với mai mình hỏi thêm, mai mình hỏi thêm cái ông người Nhật là natri là nguồn gốc để sinh ra canxi, vậy thì lượng canxi với lượng natri nó có tương ứng với nhau hay không? Tức là bình thường thì mình thấy là canxi thì cần rất là nhiều, nhưng natri thì mình chỉ cần ít thôi. Đấy, đấy thì câu hỏi phải hỏi quá. Hỏi ông là vậy thì mình giải thích làm sao cái chỗ quá trình chuyển hóa này.